Kính thưa quý vị, trên tay của Việt Thảo là một cái master video ca nhạc hài hước mà Việt Thảo nghĩ là có giá trị nhất từ trước đến nay. Giá trị ở chỗ là từng bài hát, từng tiết mục đã được sáng tạo và dàn dựng một cách công phu bởi Vân Sơn cũng như các anh chị em nghệ sĩ và toàn nhóm Cinema Picture. Sáng tạo ở chỗ nào, công phu ra sao và hay đến cỡ nào, chắc có lẽ chúng ta xem các tiết mục ở trong video thì sẽ rõ hơn. Như quý vị đã biết là hàng ngày ở trên các tuần báo cũng như nhật báo, thời báo nhan nhản cái phong trào tìm bạn bốn phương ở khắp nơi. Thực ra phong trào tìm bạn bốn phương không phải là một cái gì mới lạ mà nó đã có từ xa xưa rồi. Ở nơi đây Việt Thảo muốn mời quý vị đến với một tiết mục tìm bạn bốn phương đã có từ những ngày khởi đầu của phong trào tìm bạn. Mới đọc ít hàng đôi điều về em, anh nghe lòng lần lần liền vội viết thư gửi làm quen. Chắc em rất đẹp bởi tên thật dễ thương, thêm đưa tuổi mộng mơ mà lòng anh đã bao mong chờ. Bên giấy thư xanh màu anh đắng đo thật lâu, sợ hẹn hò gặp nhau em e ngại mà không dám quen. Sợ dịu dàng gọi tên thêm nhớ thương vẫn dương từng đêm. Mấy tuần vẫn chưa được hồi âm, em có thật lòng không để anh mãi đêm đời ngài mong. Chắc đã có người bước vào lòng em, thư anh gửi chậm hơn thì giờ quen chỉ thêm ưu phiền. Mới đọc ít hàng đôi điều về em, anh nghe lòng lần lần liền vội viết thư gửi làm quen. Chắc em rất đẹp bởi tên thật dễ thương, thêm đưa tuổi mộng mơ mà lòng anh đã bao mong chờ. Bên giấy xanh màu anh đắng đo thật lâu, sợ hẹn hò gặp nhau em e ngại mà không dám quen. Sợ dịu dàng gọi tên thêm nhớ thương vẫn dương từng đêm. Thứ gửi mấy tuần vẫn chưa được hồi âm, em có thật lòng không để anh mãi đêm đời ngài mong. Chắc đã có người bước vào lòng em, thư anh gửi chậm hơn thì giờ quen chỉ thêm ưu phiền. Quay quay quay, Tiểu Đồng, Tiểu Đồng, ra ngoài, ra ngoài đi cậu, đi cậu, ra ngoài đi, ra ngoài đi. Có ai ở trong nhà không? Ai vậy? Anh nè, anh là người tình trong mộng của em nè. Ủa, anh của em to con đẹp trai lắm mà, sao anh tướng gì đâu có chút xíu vậy? Ngon con, ngon đẹp trai, vậy hả? Chợ nhóc. Tiểu Đồng, nhường cho em á. Khỏi nhường, có em mà. Ừ, rồi rồi.
Không phải em, không phải em, nhỏ này nè, nè. Ý, không phải, không phải. Chào anh.